Chào mọi người quay lại kênh của mình nhé. Chúc mọi người xem video vui vẻ và nhiều sức khỏe nha anh em. Thì bữa nay mình làm clip này sẽ giới thiệu đến anh em trong kênh của mình một cái mẫu hồ cá koi bằng chậu kiển anh em nhé. Ở đây là mình được sự đồng ý của em Duy ở Tuyên Quang á. Bữa nay mình cùng với lại anh em sẽ tham quan hồ của Duy cũng như mình sẽ tìm hiểu xem coi là Duy làm lọc như thế nào anh em nhé. Ở đây là toàn bộ cái khung cảnh hồ của Duy anh em. Hồ này của mình thì Duy kết nối từ ngay chỗ hồ chánh qua bên hệ thống lọc của mình bằng cách là mình sẽ khoan lỗ ha. Hoặc là thường những cái hồ mà chậu kiển như của Duy á, ở dưới đáy hồ anh em, nó thường nó sẽ có một cái ống thông. Thì anh em đừng có bịt cái đó lại nha. Anh em kết nối ống lấy nước từ ngay chỗ đó luôn. Mình kết nối qua bên ngay chỗ hệ thống lọc của mình, mình xử lý nước rồi bơm, mình sẽ bơm về hồ chánh hoặc là mình bơm lên vàm ba kỳ. Như vậy nó thứ nhất á, nó sẽ tiết kiệm được cái không gian hồ. Thứ hai nó sẽ đẹp hơn và cái thứ ba nó sẽ hiệu quả hơn là bơm mà để trực tiếp bên trong luôn anh em nhé. Có nghĩa là nếu mà hồ bằng chậu kiển như của Duy á, bơm mình để trực tiếp bên trong hồ cũng vẫn được chứ phải không, nhưng mà nó sẽ chiếm mất một cái diện tích và nhìn hồ của mình về mặt thẩm mỹ nó sẽ bị thấp hơn anh em nhé. Nên là anh em nếu mà muốn chơi hồ mà chậu kiển giống như của Duy á, thì tốt nhất ở dưới đáy hồ nó có cái ống á, anh em cố gắng làm ống càng to thì càng tốt ha. Rồi mình kết nối qua bên cái hệ thống lọc của mình. Anh em nhớ là hệ thống lọc khi mà mình kết nối từ hồ chánh lấy nước qua hệ thống lọc thì cái độ cao của cái hồ chánh với lại là cái hệ thống lọc của mình nó phải bằng nhau anh em nha, để tránh cái tình trạng lệch trên lệch xuống để nước nó bị tràn hoặc là thiếu hụt nha anh em. Cái này thì hồ của mình tổng thể tích nước của hồ chánh luôn là tầm cỡ 320 lít anh em, bộ lọc của mình là 250 lít, thì như vậy là tính tổng thể tích nước hồ và lọc luôn nó rơi vào gần cỡ 600 lít anh em nha. Cái này thì Duy có bổ thêm sâu cho cá, thì ngoài cái việc mà mình cho ăn thức ăn thông thường nè thì anh em có thể là cho cá ăn thêm sâu hoặc là mình bổ sung thêm cam á anh em. Thường cá koi nó rất là thích ăn cam đó, mình có thể là bổ sung thêm để nó ăn, nó giúp mình tăng cái sức đề kháng anh em đó. Anh em thấy không, ở đây thì Duy sẽ kết nối hai ống nha, hút đáy với lại là hút mặt mình nè, kết nối qua ngay chỗ cái thùng đầu tiên nè. Thùng này là mình làm thùng lắng anh em. Ở bên ngoài thì mình sẽ để lưới lan, rồi ở đây thì Duy có để thêm một cái xô nữa, bơm mình sẽ để bên trong đó và bơm mình sẽ bơm lên cái thùng thứ hai nè. Đó, thùng thứ hai này nước mình sẽ trả về hồ chánh, một cái mình làm luôn và một cái mình tiếp tục qua bên vùng nhận lọc nữa, nước về mình sẽ trả về làm oxy đồng thời kết hợp với lại cái luồng luôn đó. Thì anh em thấy cơ bản là hồ của mình là hai thùng và một cái dàn thác nhỏ, nhưng mà cái chất lượng nước của mình nó sẽ được thông qua những cái vật liệu lọc và cái chặn phân anh em, có nghĩa là những cái vật liệu lọc nó chặn phân lại, nó sẽ xử lý nước rất là tốt. Thì theo mình nghĩ nếu mà đối với lại những cái hồ mà nó mini giống như của Duy á, anh em làm cái kiểu lọc giống như vậy nè, mình thấy nó sẽ rất là hiệu quả nha. Thì để tránh cái tình trạng mà cá nó nhảy ra bên ngoài á, đây là Duy có sử dụng là mica anh em. Anh em có thể là sử dụng mica hoặc là anh em sử dụng kiến cũng được, mình làm xung quanh cái thành bể nè để tránh cái tình trạng cá nó nhảy qua bên ngoài. Ở thì đơn giản thôi, hồ mình chỉ kết nối nước ngay chỗ hồ chánh và qua bên cái hệ thống lọc thôi. Ở trong thời gian vừa rồi thì cũng có một số anh em nhà mình có sẵn chậu kiển nè mà anh em không biết làm lọc như thế nào, anh em cũng không muốn nhờ mình chia sẻ những cái mẫu hồ mà làm lọc mình kết nối lấy nước từ hồ chánh qua bên những cái thùng lọc á. Thì ngày hôm nay thông qua video này cũng như thông qua hồ của Duy á, thì mình muốn chia sẻ để anh em có thể tham khảo ha, bằng cách là mình sẽ lấy nước từ ngay chỗ cái hồ chánh của mình qua bên hệ thống lọc bằng hai cái đường ống nha, hoặc là anh em đi một đường ống cũng được. Ở đây thì Duy đi hai đường ống nha anh em, một ống 49 và một ống hút mặt, anh em tùy theo, anh em có thể là đi 27 hoặc là 34, nó tùy theo cái bơm của mình nha. Nếu như anh em sử dụng bơm càng to thì mình sử dụng cái ống này càng to. Ở đây là Duy sử dụng là bơm 3.100 lít trên giờ nên là mình sử dụng hút đáy là 49 và hút mặt anh em có thể hai lựa chọn, một là 27, hai là 34 anh em nha. Rồi mình kết nối qua bên ngay chỗ cái thùng lọc của mình. Thì cái thùng đầu tiên nó sẽ bằng với lại là cái hồ chánh. Nếu như anh em muốn sử dụng mà hai thùng lọc rồi mình bơm lên dàn ba kỳ mà hai cái thùng đó anh em muốn thông nhau thì nó phải bằng nhau nha. Còn ở đây thì Duy sử dụng là một thùng nó bằng với lại cái hồ chánh của mình nè, và bơm mình sẽ để bên trong đây luôn. Và nước ngay chỗ bơm này mình sẽ bơm lên cái thùng lọc thứ hai. Thì ngay cái thùng lọc thứ hai này nè, anh em nhớ là bơm xuống ở dưới gần đáy hồ nha. Ở trên mình sẽ để những cái lớp vật liệu lọc. Anh em sắp càng dày càng tốt thì nước nó sẽ dâng lên, nó qua những lớp vật liệu lọc này, nó xử lý nước và nước của mình nó sẽ tiếp tục qua bên một cái dàn lọc nhỏ. Thì bên dàn lọc nhỏ này nó sẽ xử lý nước và nước sẽ trả về hồ chánh, nó vừa tạo oxy và nó kết hợp với lại là cái luồng từ ngay chỗ thùng thứ hai ra để nó tạo cái dòng xoáy và nó đưa phân lại ngay chỗ cái giữa tâm hồ, tại vì ngay chỗ đó thì mình đặt cái vị trí là hút đáy ngay chỗ đó anh em nhé. Thì bây giờ ở đây mình sẽ nhờ Duy sẽ chia sẻ cũng ngắn gọn thôi để cho anh em mình dễ hình dung được là Duy sắp xếp vật liệu lọc như thế nào và mình vận hành cái hệ thống lọc như thế nào mà chất lượng nước của mình nó tốt được như vậy anh em nhé.
Thì do là Duy cũng bị cảm anh em, nên là cái giọng khi mà chia sẻ nó hơi nhỏ tiếng tí xíu, thì có gì anh em xem thì có gì mình thông cảm anh em nhé. Để mình giúp bấy đến 8 như thế này. Chạy thông này, xuống gầm này, qua đây. Nên ngăn đầu tiên. Vừa để nắng. Hôm nay trời nó hơi tối, không nhìn rõ. Ở dưới có một lớp lưới la. Mình dùng bơm 3.001 PH. Bơm lên hình trên này thì ở trong này mình chặt rồi, không nên không được. Ở trong này thì mình để hai lớp vi mắt cách đáy khoảng 20 phân. Xong sau đấy là mình đổ đá nham thạch đầy lên trên này. Bước để chuyển về như đây. Và chạy trả hồ nha. Thì trời hơi tối, hơi cả. Cái này mình có lẽ hút mặt ống 27 cũng nhé. Hút mặt sang đây. Thì đó là toàn bộ cái hệ thống lọc hồ của Duy anh em. Thì ở đây là mình xin tóm tắt lại một lần nữa để anh em mình dễ hình dung luôn nha. Nếu như ở nhà anh em nào có sẵn một cái chậu kiển nè, giống như hình hình cái kiểu nó giống như của Duy cũng được, hoặc là cái chậu mà thường mình hơi chơi mai anh em đó, anh em chơi tùy theo cái thể tích nước trong cái chậu đó nha. Ví dụ như cái thể tích nước nó tầm cỡ một khối, thì cái ống mà anh em kết nối từ ngay chỗ hồ chánh qua bên hệ thống lọc của mình á, anh em đi ống 75 hoặc là tối thiểu nhất là anh em đi ống 60 nha, thì nước nó mới qua kịp. Tại vì khi mà hồ của mình một khối á, thì mình phải xài cái bơm tầm cỡ 7.000 nó mới được. Mà nếu mà anh em đi cái ống nó chỉ 34 nè, hoặc là một ống 42 thì nước nó qua không kịp anh em. Nên là anh em cố gắng cho mình ha. Nếu mà mình xác định được cái thể tích nước bên trong cái chậu kiển đó nó tầm cỡ một khối, thì anh em đi ống càng to càng tốt. Thí dụ được một ống 90 thì càng tốt. Còn không thì mình y một ống 75 hoặc là một ống 60 với là một ống 42, thì như vậy nước nó sẽ qua kịp anh em nha. Thì mình sẽ kết nối nước từ ngay chỗ bên cái hồ chánh đi qua bên cái thùng đầu tiên gọi là thùng lắng nè. Thì nếu như anh em muốn chơi là một lắng một lọc rồi một bơm, thì ba thùng này mình sẽ để nó bằng với lại là cái hồ chánh của mình. Còn nếu như anh em chơi theo kiểu giống như của Duy, có nghĩa là chỉ một thùng lắng rồi bơm mình sẽ để bên trong đó và mình bơm lên cái thùng lọc, và thùng lọc nước sẽ qua bên cái dàn lọc mini của mình, thì mình tham khảo cái cách làm lọc của Duy. Thì ở đây là Duy sử dụng là một lắng ha, thì nước nó sẽ kết nối theo một ống 49 như là một ống 34 qua bên ngay chỗ cái thùng đầu tiên của mình. Thì ngay chỗ này mình sẽ để là anh em có thể là xài chổi nè, anh em xài Zimat, gòn đen hoặc là lưới lan. Nói chung là anh em xài những cái vật liệu để nó giữ phân càng tốt nha. Mình có thể là sử dụng lưới mùng cũng được. Đó, rồi bơm ở đây thì Duy để bên trong một cái chậu, cái xô anh em, rồi bơm mình xài bơm 3.100 lít/giờ. Thì bơm này nó sẽ có cái nhiệm vụ là nó đưa nước từ ngay chỗ cái thùng lắng này, có nghĩa là lấy nước sạch ha, bơm lên cái thùng thứ hai của mình. Thì trong thùng thứ hai này ở đây là mình sử dụng vật liệu lọc, anh em có thể là sử dụng là sứ viên nè, nham thạch nè, hoặc là đá lông mũ, hoặc là sứ thanh, nó tùy theo cái điều kiện kinh tế hoặc là ở cái nơi mà mình mua được những cái vật liệu lọc anh em nhé. Anh em sắp cho nó dày lên thì nước nó sẽ lên, là nó lên ngay chỗ gần dưới đáy hồ thùng, nó dâng lên qua những cái lớp vật liệu lọc này và nó sẽ tràn qua theo một cái ống 60 đi qua bên cái dàn lọc mini của mình đó anh em. Thì ngay cái chỗ cái thùng thứ hai này mình sẽ chia thêm một cái đường nữa, có nghĩa là nước nó sẽ trải về làm thổi luồng và một đường nó qua bên cái dàn lọc mini. Ngay chỗ dàn lọc mini này tiếp nước sẽ tiếp tục lọc một lần nữa và đã trải về hồ chánh, nó sẽ tạo oxy và đặc biệt nó sẽ hỗ trợ cho mình trong cái vấn đề tạo luồng luôn anh em nhé. Thì đó là toàn bộ cái quá trình làm lọc cũng như là vận hành hệ thống lọc hồ của Duy anh em.
Thì nếu như anh em nào trong kênh của mình hiện tại bây giờ ở nhà đang có sẵn một chậu kiển mà mình chưa biết làm lọc như thế nào, anh em có thể là tham khảo cái cách làm lọc hồ của Di luôn anh em nhé. À, thôi chắc lẽ là mình cũng xin phép kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh đó Duy, à, anh chúc em với lại gia đình mình luôn thật là nhiều sức khỏe, công việc của Duy làm ăn ngày càng phát đạt Duy nha. Thì nếu như anh em xem video thấy những cái mình với lại Duy chia sẻ nó hữu ích đó, thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ hai anh em mình nhé. Một lần nữa chúc mọi người xem video vui vẻ nhé.